khám phá siêu pháo đài bay B-52. Pháo đài bay B-52 là máy bay ném bom chiến lược phản lực được Không quân Hoa Kỳ USAF sử dụng từ năm 1955 và được thay thế cho các kiểu Corsair B-36 và Boeing B-47. Máy bay B-52 bây giờ không còn là ghê gớm, nhưng nó vẫn là một trong những vũ khí chiến lược của Không quân Hoa Kỳ. B-52 là một pháo đài bay khổng lồ có uy lực rất lớn, cao tới hơn 12m, dài hơn 49m và sải cánh rộng hơn 56m và nặng trên 200 tấn. B-52F đang ném bom MK-117-570-350kg trong chiến tranh ở Việt Nam, ảnh từ những năm 1965 đến năm 1966. Máy bay B-52 thì có 8 động cơ phản lực, như vậy có thể mang hơn 100 quả bom với tổng lượng xấp xỉ là 30 tấn, nghĩa là gấp khoảng 10 lần một máy bay cường kích F-4. B-52 được chế tạo để mang vũ khí hạt nhân trong thời kỳ chiến tranh lạnh và nó chỉ được dùng để thả các vũ khí quy ước trong các cuộc chiến tranh thực tế. Có thể nói rằng B-52 là máy bay ném bom có tầm bay không cần tiếp nhiên liệu dài nhất và có thể mang tới là 27 tấn tương đương với 60.000 pound vũ khí. Máy bay B-52 có tầm bay cao tới 20km và ném bom ở độ cao 17km và hiệu quả nhất từ 9 đến 11km và nó có thể bay xa nhiều ngàn km không phải tiếp dầu. Một chiếc máy bay B-52 được bay thử không mang bom từ căn cứ Okinawa, Nhật Bản đến căn cứ Torreon ở Tây Ban Nha trên một chặng đường hơn 20.000 km và chuyến bay này kéo dài 21 giờ 52 phút và không cần phải tiếp nhiên liệu ở trên không. Và máy bay B-52 sở hữu hệ thống nhiên liệu điện tử cực mạnh trong cùng một lúc thì tác động lên mọi dải tần số của radar đối phương, khiến cho radar của đối phương hoàn toàn mất mục tiêu và tạo thành cái áo giáp điện tử rất vững chắc. Một tấm màn điện tử che giấu toàn bộ lực lượng tiến công và bên mỗi chiếc B-52 thành một chiếc máy bay tàng hình đúng nghĩa. Một tổ lái của B-52 bao gồm có chỉ huy, phi công, sĩ quan theo dõi radar, sĩ quan hoa tiêu và sĩ quan tác chiến điện tử. Đây là hình ảnh của một chiến sĩ đang điều khiển chiếc máy bay B-52 theo dõi radar qua màn hình điện tử. Có thể nói rằng B-52 như một pháo đài bay ở trên không với rất nhiều các điều khiển cực kỳ phức tạp. Và mỗi phi công khi điều khiển chiếc máy bay B-52 đều phải rất thuần thục và nhuần nhuyễn các thao tác. Có thể nói chỉ nhìn các màn hình và tổ hợp các phím bấm ở trên B-52, chúng ta mới thấy chiếc máy bay này phức tạp đến như thế nào. Và để được đào tạo được một phi công có thể lái B-52 mất rất nhiều năm. Và bằng kỹ thuật điện tử tối tân thì nền công nghiệp quân sự khổng lồ của Mỹ đã trang bị cho không quân của họ những máy bay gây nhiễu điện tử được chế tạo hết sức tinh vi và có công suất rất lớn và liên tục được cải tiến để làm nhiễu loạn toàn bộ hệ thống thông tin và vô hiệu hóa toàn bộ các radar của đối phương, từ radar cảnh giới đến radar điều khiển tên lửa, radar ngầm của pháo cao xạ, radar dẫn đường của máy bay và radar ngầm bắn của phi công MiG. Mỗi chiếc máy bay B-52 mang trong mình tới 16 máy phát nhiễu tích cực với dải tần rộng từ 100 đến 10.000 MHz, 2 máy gây nhiễu tiêu cực và 2 máy thu tần số radar của đối phương, không kể những radar dẫn đường và radar phát hiện mục tiêu, radar ngắm bắn và radar ngắm ném bom hết sức tinh xảo. Và đây là những đầu đạn có thể mang được ở trên chiếc máy bay B-52, một pháo đài bay thực sự. Mười tám điều ít người biết về máy bay ném bom chiến lược B-52 Starforce Fortress. B-52 Starforce Fortress là loại máy bay ném bom chiến lược động cơ phản lực được Không quân Hoa Kỳ USAF sử dụng từ năm 1955 đến tận bây giờ.
chiếc B-52 Star Wars Fortress cất cánh lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 4 năm 1952, tức là đã hơn 63 năm. Đây là trong ảnh nguyên mẫu là chiếc XB-52. B-52 được thiết kế riêng để mang vũ khí hạt nhân và làm nhiệm vụ răn đe trong chiến tranh lạnh. Nhưng khi chiến đấu thì nó chỉ mang bom và vũ khí thông thường mà thôi. Nhiều bước nhảy vọt lớn trong ngành hàng không đã xảy ra khi chiếc máy bay B-52 đang được thiết kế. Do vậy thì nó phải được chỉnh sửa đến 6 lần trong tận 5 năm. Và chiếc IB-52 trong hình là nguyên mẫu thứ hai, đồng thời là hình dạng cuối cùng của máy bay B-52. Đã rất nhiều chiếc máy bay B-52 được dùng để mang theo máy bay thử nghiệm North America X-15. Chiếc X-15 đã đạt kỷ lục là máy bay có người lái nhanh nhất với tốc độ Mach là 6,72. Và đã có tới 744 chiếc B-52 ở 13 phiên bản khác nhau được sản xuất. Tuy nhiên hiện chỉ còn 85 chiếc hoạt động với 9 chiếc dự trữ và toàn bộ thuộc phiên bản B-52H. Tải trọng vũ khí tối đa của B-52 là hơn 31 tấn, tương đương với 30 chiếc máy bay dân dụng Sena 172 mang đầy đủ hàng hóa, và trong ảnh là B-52H với các vũ khí có thể trang bị được. Công việc sản xuất máy bay B-52 đã chính thức chấm dứt vào năm 1962, tức là khi chiếc B-52 trẻ nhất thì cũng đã 53 tuổi. Trong ảnh là chiếc B-52H trẻ nhất của Không quân Hoa Kỳ. Có thể nói rằng B-52 có hệ thống thoát hiểm rất kỳ lạ. Phi hành đoàn ở khoang trên và thoát hiểm bằng cách phóng xuống thay vì phóng lên như ở các máy bay chiến đấu khác. Và theo một số thông tin thì máy bay B-52 có thể dự kiến được phục vụ tới tận năm 2040, tức là nó sẽ có hơn 90 năm trong biên chế của Không lực Không quân Hoa Kỳ lần nữa. Năm 1964 thì một chiếc máy bay B-52 được sử dụng làm máy bay thử nghiệm để điều tra về sự cố cấu trúc đã bay qua vùng không khí nhiễu động mạnh, khiến cánh đuôi từng bị xé toạc khỏi thân. Tuy nhiên thì nó đã bay tiếp và hạ cánh một cách an toàn. Trong buồng lái của những chiếc máy bay B-52 thì người ngồi hoa tiêu và trắc thủ radar là những người ngồi ở khoang dưới của máy bay, và đây là sở hữu hai chiếc ghế được phóng xuống nếu có tình huống nguy cấp xảy ra, buộc họ phải rời khỏi máy bay một cách khẩn cấp. Và để tuân thủ theo yêu cầu hiệp ước sát 2 thì các máy bay có khả năng mang tên lửa hành trình phải được nhận biết bởi vệ tinh. Do vậy thì phiên bản B-52G đã được sửa đổi với một góc cánh được bẻ cong. Có một điều mà rất ít người biết, đó chính là các phiên bản B-52 đời đầu thì đều có vấn đề về nhiệt độ trong cabin. Phi hành đoàn ngồi ở khoang trên cảm thấy rất nóng do tác động của ánh nắng mặt trời. Trong khi đó thì bộ phận ở khoang dưới lại phải chịu nhiệt độ rất là lạnh. Năm 1961 thì một chiếc máy bay B-52G gặp nạn trên không phận thuộc địa phận Westboro ở bang Bắc California. Hai quả bom hạt nhân trên khoang đã bị rơi xuống với các chuối chuẩn bị kích hoạt nhưng đã không phát nổ. Và sau khi thu hồi hai quả bom thì không quân nhận ra đã có 5 trong số 6 giai đoạn của chuối kích hoạt được hoàn thành. Và theo không quân Mỹ thì năm 1972 thì xạ thủ Albert Moore đã bắn hạ một chiếc MiG-21 của không quân Việt Nam. Và đây được coi là lần ghi nhận cuối cùng về việc một xạ thủ đuôi trên máy bay ném bom có thể bắn hạ được một máy bay tiêm kích của đối phương. Và sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991 thì 365 chiếc máy bay B-52 đã bị phá hủy theo hiệp ước START, và những chiếc máy bay bị tháo rời cắt nhỏ thành 5 mảnh dưới lưới thép nặng 5,8 tấn và được bán với giá phế liệu ở mức 12 sen mỗi 0,45 kg, tức là 1 pound. Và trong chiến dịch bão táp sa mạc thì những chiếc máy bay B-52 đã ném hơn tổng số 40% tổng số bom đạn triển khai ở trên không. Hiện nay thì những chiếc B-52 tiêu tốn hơn 70.000 đô la Mỹ cho mỗi giờ bay. Mặc dù có hình dạng rất xấu xí nhưng nó vẫn được coi là một chiếc máy bay khá tuyệt vời và rất dễ để thích nghi.